train going anyway. Chị bắt đầu có ý tưởng làm kinh doanh khi chị là sinh viên. Thực sự làm giàu không khó như người ta tưởng. Yeah. Nó khó nhưng không đến nỗi quá khó. Yeah. Và hoàn toàn là có cơ hội cho mọi người để thực hiện. Đặc biệt cái nghề của chị, ý tưởng là cái quan trọng nhất. Và sự độc đáo trong ý tưởng nó tạo ra một cái giá trị. Ơn trời chưa thấy lúc nào hết ý tưởng. Lúc nào cũng ngột ngột ý tưởng trong đầu và luôn luôn tìm cách để mà thực hiện nó. Các bạn trẻ muốn khởi nghiệp thành công, điều đầu tiên phải biết mình là ai, mình mạnh cái gì, mình yếu cái gì, và dựa trên chính cái điểm mạnh đó để phát triển. Chị là người có cái chất nghệ sĩ nhưng mà chỉ đủ làm kinh doanh thôi. Yeah. Người làm kinh doanh giống như một người nhạc trưởng á, họ tung chỗ này, họ hứng chỗ kia. Cuộc đời tôi không có những thất bại mà chỉ có những bài học lớn. Tôi là nữ doanh nhân Nguyễn Thu Hương.